Sau đây là phát đấu chín đều của anh em tụi em. Chín đều, chú Lý. Mười chín. Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với mình là Nhân của Fansico. Trong video clip ngày hôm nay, Nhân muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị một cái cách gọi là hóa giải cái tình huống mà khi mà đối phương giao trái bóng lỏng ngắn sang bên phải của các anh chị, đúng không? Các anh chị chủ động có thể, các anh chị có thể gò được tất cả các điểm, nhưng mà trong cái video này Nhân muốn chia sẻ là Nhân sẽ gò qua xử lý sang bên phải cho đối phương giật luôn, thì Nhân sẽ hóa giải cái tình huống này như thế nào để đạt được cái hiệu quả cao trong thi đấu. Nếu tất cả các anh chị thấy chủ đề này của Nhân hay, hữu ích, Nhân xin một like để cho video này của Nhân có thể lan tỏa thật nhanh đến tất cả các anh chị em mà yêu thích bộ môn bóng bàn, và hy vọng sẽ giúp một phần nhỏ cho họ có thể chơi bóng bàn càng ngày càng tốt hơn. Để có thể hóa giải tốt cái tình huống trên á, thì đầu tiên khi mà đối phương giao bóng lỏng ngắn sang phải của các anh chị á, thì các anh chị lưu ý là phải biết bước chân sâu vào sao cho tay của các anh chị gần với bóng, thì các anh chị xử lý cái cú bóng này nó mới tốt được. Chứ các anh chị mà với ra như này, các anh chị gò nó rất là dễ bị cao, thậm chí là bị lỗi, bị hỏng. Hoặc là các anh chị lưu ý là khi mà các anh chị đưa cho đối phương giật á, mà cái chất lượng cái quả bóng này không tốt, thì đối phương tấn công giống như anh Hai Nhân ở đầu video á, tấn công một cách rất là vũ bão, thì các anh chị rơi vào thế bị động ngay lập tức, hoặc là có thể mất điểm luôn. Đấy, thì lúc này thì chân các anh chị bước sâu vào sao cho tay gần với bóng. Và cái thứ hai á, là cái điểm rơi quả đặt này nó rất là quan trọng nha cả nhà. Ví dụ ở bên phải nha, nếu ở đầu video là Nhân đặt ở ngay giữa vậy nè, đấy cũng là bên phải nhưng mà nó không có sâu ra hết góc, thì đâm ra là anh Hai Nhân thích thì giật qua giữa, thích thì giật qua bên phải, thích thì giật về bên trái, đúng không? Mình rất là bị động trong cái khâu gọi là quan sát để chuẩn bị tình huống phòng thủ tiếp theo, thì mình gò cái điểm rơi nó phải chủ động lên. Ví dụ cũng là bên phải đúng không, nhưng mà cả nhà lưu ý nha, nếu mà Nhân gò cho bóng sâu ra gì nè, cả nhà thấy không, thì sao cái góc ở đây nè, đối phương rất là khó mà giật một cái thẳng băng ở đây mà mất bóng được. Đây số đối phương sẽ giật từ giữa bàn, đây từ đây nè, khoảng phực cự ly này, thì có nghĩa là khi mà các anh chị gò đó xong, là các anh chị xử lý xong, là các anh chị phải bật chân ra để các anh chị phòng thủ liền. Các anh chị phải tưởng tượng được là khi các anh chị xử lý cái đường bóng đó thì đối phương sẽ làm gì, đúng không? Là họ sẽ tấn công, gò dài ra, đối phương sẽ tấn công, thì mình lo mình phòng thủ liền và mình gò cái điểm rơi, cái điểm đặt nó sâu ra để hạn chế tối đa cái góc đánh của đối phương. Đó, cả nhà thấy không? Đó, khi mà Nhân đặt trái bóng ra được cái vị trí tốt á, thì anh của Nhân phải di chuyển sang, sẽ phải di chuyển sang mới có thể tấn công tốt được cái đường bóng đó. Và khi mà góc rộng á, đối phương nha, theo xu hướng là đối phương sẽ có cái thiên hướng là giật trái bóng này chỉ là chuẩn thôi. Đấy, nếu mà giật mất bóng thì nó cũng trong phạm vi này, thì các anh chị sẽ có nhiều cơ hội hơn để phòng thủ về góc trống. Rồi lúc này đối phương rơi vào thế bị động, rồi các anh chị quay lên, các anh chị phản công. Đó, cái gì không? Điểm đặt là quan trọng, rất là quan trọng nha cả nhà. Và cái điều cuối cùng á các anh chị, đó là cái cách gọi là phòng thủ. Nghĩa là các anh chị đã hình dung ra được là khi các anh chị gò bóng sâu qua bên phải cho đối phương tấn công trước, thì các anh chị phải chuẩn bị phòng thủ, đúng không? Chứ đâu phải là các anh chị gò bóng sâu qua bên phải rồi đối phương đưa lại dễ dàng thì cho các anh chị tấn công đâu. Và điều này nếu mà có ở trong trận đấu thì nó rất là may mắn, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng được may mắn như vậy, đúng không cả nhà? Đây thì cái câu hỏi đặt ra đây là làm thế nào để phòng thủ cái cú đánh này tốt hơn, thì nó phụ thuộc rất nhiều vô cái cú gọi là cái cú đặt bóng của các anh chị. Nếu mà các anh chị mà đặt bóng nó hở quá thì đối phương tăng lực thì rất là khó chịu, đúng không? Thì những cái lúc mà khi mà các anh chị đặt bóng tốt rồi đó, thì các anh chị sẽ có thời gian các anh chị chuẩn bị và các anh chị quan sát đối phương để xem coi là trái bóng đó đối phương giật cái động tác như vậy là đối phương giật trái bóng tăng xoáy hay đối phương giật trái bóng lực, đúng không? Rồi bóng tăng xoáy mình sẽ phòng thủ như thế nào. Đó. Đấy, khi anh Hai Nhân mà giật cái bóng Nhân khống chế tốt và anh Hai Nhân giật cái bóng tăng xoáy lên là Nhân chụp nó bị bung ra ngoài liền luôn. Thì lý do tại sao Nhân chụp bị bung, đúng không? Vì khi đối phương giật bóng tăng xoáy có nghĩa là gì? Cái đường bóng này nó có độ xoáy rất lớn, nhưng bù lại gì? Cái tốc độ nó rất là chậm, nên năm ra khi các anh chị thấy người ta giật bóng mo xoáy, giật bóng câu cá lên, thì cái thời điểm chụp quả bóng này nó rất là quan trọng. Nghĩa là bóng vừa đụng bàn là lúc này mọi chỗ đều như nhau, là bóng ở độ xoáy là zero, là không có xoáy. Cái càng lên cao thì độ xoáy nó càng lớn, đúng không? Thì bóng vừa đụng bàn tưng lên là tay các anh chị đặt thật gần với bóng liền, và các anh chị cảm giác các anh chị dìu nhẹ về trước, mềm tay chị dìu nhẹ về trước, dìu nhẹ về trước, chứ không cần phải là đánh mạnh lại hoặc là đợi nó mà lên càng cao, thậm chí là nó rất là dễ bung ra ngoài luôn các anh chị.
Đó, thấy không các chị, cái nhà thấy ghê không? Đó, nhưng mà đợi nó tưng cao lên một tí xíu nữa là bung ra ngoài luôn. Nên khi các anh chị phòng thủ những đường bóng này thì Nhân cần tất cả các anh chị là phải đứng thật là gần bàn và đừng có sợ bóng, đừng có sợ đối phương giật. Cứ mạnh dạn mình chủ động, mình gọi ra là mình phải phòng thủ liền. Thì bóng vừa đụng bàn tức là các anh chị chặn liền, phòng thủ liền. Cả nhà thấy không, nó cũng vừa đụng bàn tức là mình phòng thủ liền. Mình cứ dìu nhẹ về trước, dìu nhẹ về trước. Và nhớ canh vô cái phần tâm vợt này nha cả nhà. Đấy, dìu nhẹ về trước, dìu nhẹ về trước. Còn cái cách thứ hai là đối phương có thể là họ giật tăng xoáy, các anh chị chụp tốt rồi và họ sẽ không giật tăng xoáy tiếp. Và họ thể là họ giật tăng lực, nghĩa là do đó giật cái bóng như thế này. Đó, giật cái bóng đó khá là uy lực luôn. Thì mình phòng thủ trái bóng này như thế nào để đạt hiệu quả cao? Thì khi mà đối phương giật trái bóng mạnh, giật trái bóng mà uy lực sang á, thì trái bóng này có tốc độ uy lực rất là lớn, nhưng mà độ xoáy chắc chắn nó sẽ không bằng cái cú giật môi. Nên đâm ra là khi cái đối phương giật mạnh qua mà các anh chị đừng phải giữ bình tĩnh và cố gắng thật là bình tĩnh và đừng sợ banh nha. Các anh chị đừng có quýnh mạnh lại, người ta mạnh quá mình mạnh lại nữa sao mà nó vào bàn được. Thì lúc này mình sẽ mượn lực đối phương, đúng không? Và góc độ mặt vợt mình sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Đấy, xong bây giờ mình dìu nhẹ về phía trước, mình dìu nhẹ về phía trước, thậm chí là mình để im cây vợt luôn đó, nó cũng vào bàn nữa, nghĩa là không có cần gồng. Và canh vô phần tâm vợt nha cả nhà. Đó, thấy không? Để nhẹ nó tự dội luôn, chứ mà đánh mạnh là nó hư đấy nha cả nhà. Đúc kết lại cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của Nhân á, thì khi mà đối phương giao bóng lỏng ngắn, đúng không? Thì các anh chị cần thứ nhất là rõ ràng ý đồ chiến thuật của mình, là mình xử lý đường bóng này như thế nào. Và Nhân xử lý rất là đơn giản giống như tất cả các anh chị luôn. Đó là Nhân sử dụng kỹ thuật gò sau, nghĩa là đứng góc độ mặt vợt Nhân gò. Chứ mà bóng lỏng mà các anh chị ngửa mặt vợt thì gò nó rất là dễ bị cao và rất là dễ thua nha. Sẽ đứng góc độ mặt vợt lên mình gò. Rồi sau đó sao? Anh hai Nhân sẽ là người tấn công. Và Nhân hình dung được à, anh hai Nhân tấn công như vậy thì ý đồ chiến thuật của Nhân là gì? Nhân gài sâu ra hết cú bàn để kéo chân anh hai Nhân, rồi để anh hai Nhân chấp nhận mình cho đối phương giật trước một đường bóng luôn, và mình chủ động mình phòng thủ về thì góc trống, mình phòng thủ vào vị trí bất lợi của đối phương. Rồi sau đó đối phương vào tình huống bất lợi rồi, nó không còn lợi thế để phát lực mạnh được nữa, thì lúc này mình sẽ chuyển chân sang mình giật cho nó thật là uy lực, nên mình phản công lại đối phương, đúng không? Và còn cái thứ quan trọng thứ ba, nghĩa là khi mà cái đường bóng này nè, nếu mà các anh chị muốn phòng thủ tốt á, thì cái quả gài bóng này của các anh chị nó rất là quan trọng. Nó quyết định tới 90% là cái quả bóng đó các anh chị thủ tốt hay không tốt á. Nghĩa là các anh chị không phải là các anh chị gò cho nhanh, cho mạnh, hay là đừng có thậm chí là gò cho vô. Nghĩa là mình gò vô ở điểm nào, rồi lúc này cái điểm đặt mình ở đâu để mình hạn chế góc tấn công, góc đánh của đối phương này. Thì lúc này mình đã biết được là đối phương sẽ giật trong cái phạm vi này, chứ khó mà ai có thể giật một cái bụp cây cong qua lưới mà ngay đường thẳng đó. Nếu mà hay như vậy thì mình chấp nhận mình mất điểm luôn, nhưng mà khó ai làm được như vậy lắm. Thì là mình đã hạn chế được khá là nhiều cái góc giật của đối phương, và mình đủ thời gian mình chủ động mình quan sát đối phương di chuyển sang giật, rồi mình sẽ quan sát coi là đối phương giật cái đường bóng đó là bóng giật moi xoáy hay là bóng giật tăng lực, để mình điều chỉnh cái cách phòng thủ của mình cho nó phù hợp. Nếu cả nhà thấy cái chủ đề này của Nhân hay và hữu ích, Nhân xin một like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để cho càng ngày càng nhiều người biết đến cái video này hơn. Cả nhà đang gặp khó khăn gì về kỹ thuật bóng bàn cứ comment ở ngay phía dưới, Nhân sẽ cố gắng giải đáp tất cả các thắc mắc của tất cả các anh chị. Nhân cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video của Nhân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.